Các bạn hình dung khi mà các bạn bị ung thư máu thì máu của các bạn được sinh ra từ tủy xương. Thì cụ thể đó là các tế bào gốc, ta gọi là stem cell ở trong tủy xương, nó sẽ sinh ra các tế bào máu của các bạn khi mà các bạn bị ung thư máu, có nghĩa là có thể các bạn bị rối loạn đâu đó trong cái việc sản sinh các tế bào máu này. Thì dựa vào cái tình trạng bệnh thì người ta sẽ cân nhắc giữa lợi và hại. Người ta sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là các bạn có cần phải thay đổi tủy xương hay không. Thay đổi tủy xương, thay đổi cái tế bào sản sinh ra tế bào máu, đó là cái quyết định cuối cùng và cũng khá là khó khăn, bởi vì nó cũng có nhiều nguy cơ trong cái việc mà cấy ghép tủy cho các bạn. Thì cái việc cấy ghép tủy, các bạn có thể hình dung đó là trước hết người ta phải hủy tất cả cái tế bào gốc ở trong tủy xương của các bạn. Có thể người ta sử dụng bằng xạ trị hoặc hóa trị, thì để bảo đảm rằng các tế bào ung thư trong tủy xương của các bạn bị tiêu diệt hoàn toàn, xong xuôi người ta sẽ cấy cái tế bào gốc, cái tế bào tủy xương vào trong tủy xương của các bạn để tạo cái tế bào máu mới. Thì cái nguồn mà để cấy ghép tế bào máu mới cho tủy xương của các bạn có thể lấy từ người khác hoặc có thể lấy từ tế bào cuốn rốn. Tế bào cuốn rốn là cái tế bào của các bạn. Do vậy cái nguy cơ mà cơ thể của các bạn nhận cái tế bào đó và đào thải chúng nó rất là thấp so với các bạn phải nhận cái tế bào đó từ người khác chuyển vào. Thì như mình nói là khi mà các bạn phải cấy ghép cơ quan nội tạng để thay đổi một số cơ quan đã bị hư hại trong cơ thể các bạn, thì sau đó các bạn phải sử dụng một số thuốc kiềm hãm hệ miễn dịch của các bạn. Bởi vì hệ miễn dịch của các bạn sau khi được tạo ra, nó sẽ được dạy đâu là tế bào của bạn và đâu là tế bào không phải của bạn. Nếu mà tế bào không phải của bạn thì nó sẽ tấn công và nó tiêu diệt thải loại hoàn toàn. Thì do vậy, khi mà sử dụng tế bào cuốn rốn đó của bạn, đó chính là tế bào của bạn. Bởi vậy thì cái nguy cơ của các bạn đào thải những cái tế bào đó nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên tế bào cuốn rốn thực sự nó không có nhiều. Và cái lượng đó cũng không chắc là có bảo đảm đủ để các bạn thực hiện cái việc ca cấy ghép để điều trị ung thư máu hay không. Nhưng mà nếu có thì mình nghĩ là bác sĩ họ sẽ chọn cái việc cấy ghép tế bào cuốn rốn đó so với cái việc nhận tế bào từ người khác.